Xin chào mọi người nha. Hôm nay chúng ta lại đến cái bãi cầu Huyền Hội các bạn. Cái bãi này bữa dính con cá trai bự này dứt tiếp ha. Buổi chiều nắng rất là đẹp. Hy vọng là hôm nay sẽ dính được một con cá bự nữa các bạn. Đây là một nhánh sông ở Chánh Mỹ. Tụi mình mới phát hiện những ngày gần đây mọi người. Thả ra giữa kìa nó mới ăn đó. Nhịp nhịp nữa kìa. Đó. Đi lên con rùa phi nữa đi. Góc này buổi chiều câu cá rất là đẹp nha mọi người. Cảnh thiên nhiên tuyệt vời luôn. Rồi, đến đâu? Cái ổ này cá lồng tông với cá rô phi nhiều quá các bạn. Ăn nó phá mồi nãy giờ. Đang định câu nó luôn. Còn nào phá câu con đó. Ghê vậy. Một em rô phi. Giờ lên. Đù, quá dữ. Là cũng nhỏ xíu, rùa phi uống luôn. Giờ phải lửng, hết lửng nữa mà. Đấy cái phao lên, ta thấy nhấp nhấp rồi đó. Bỏ ghế luôn, hết ghế luôn. Thấy nhấp nhấp rồi. Cái gì vậy kì, cái gì vậy? Đù, đù ghê vậy. từ từ. Dìu nó lên luôn. Dìu nó lên luôn, cần mày sao lôi nữa. Từ từ đã cho nó lắc đã, lắc vô luôn nè. Cần lao xuống không? Xuống hốt nó lên không? Cái trời quá bự nha anh em. Mày hả bự. À, cái cần nhỏ xíu khai đau rồi. Khai đau cá chậm chậm cầm dây sách lên luôn đi. Móc mở rồi không? Móc mở không xúc được đâu. Quá tuyệt vời. Quá là đỉnh rồi nè. Giờ lên. Quá là đỉnh rồi nè. Mọi người bạn. Mọi người xem cái cần câu của nó nè. Cái cần cây viết các bạn. Cần cây viết nó chút xíu à. Thôi gửi dính cá nè. Ui dồi ôi. Quá dữ. Sao mày mua cần nào cũng hên đi kìa. Đây anh em coi cái cần câu của nó nè, đậu xanh nó cái cần như cái nhỏ xíu à. Cần này là cần cái viết à, hụt ra hụt vô nha các bạn. Lòi cá trời nè. Ui dùi ôi. Cá trời này, cá trời khủng không á. Thôi được rồi, nằm im đi, mày chạy đâu được nữa, mày dậy dậy cái gì. Dậy, lấy đồ dở thôi. Ồ, rồi nó mập nè. Không thể tin được. Đúng. Lử vàng nha các bạn. Ồ, rồi cái bụng nó mập. Lấy gì đựng nó. Lấy bọc đựng nó đây. Lấy đây. Ấy hình như trong vỏ có cái bịch bự á. Hỏi ấy đó đi. Trong vỏ có cái bịch bự hơn. Không có bông kìa. Quay. Đâu có pháo bông đó nữa. Ngoài bắn pháo bông á trời.
câu được cá đốt pháo luôn à. Đây đâu phải tới tay đâu đốt pháo trời. Ôi trời ơi, này ở đâu cái này chắc tụi nó đốt lén nè, mấy thằng này cũng dữ dằn á. Rồi rồi, tự mua pháo bông tự chơi luôn, chút con mẹ vô cũng tó đầu. Trở lại với con cá của chúng ta nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người nha, tí nữa dính cá sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Ở đây toàn cá khủng không các bạn ơi, cá bự quá bự. À, cây cần quá chuẩn. Cần mới mua luôn á các bạn, khai đao được cá đầu tiên quá bự. Cần này dữ á kì. Dây xịn á. Ủa điện cá vậy mà không đứt là dữ. Mày đó, cần câu của mày là nhất rồi, không ai qua nổi nữa đâu. Đó, cần tao nãy giờ nó im. Đèn lâu vậy. Thôi quá. Cá ăn mấy bạn ơi. Cá trời lên luôn. Trời trời trời. Trời không hạ đầu càng xuống chút nữa. Rồi dở lên. Dở vô vô. Đó đây, đó đây. Mày thấy không? Đi lên coi. Đó đây anh em. Ai, dính cá trời nữa, khỏi không vậy. Bự dở mày. Rồi đèn xét vô, cái đèn đó. Ở đây toàn cá khủng vậy không à. Lại thêm một em nữa mọi người. Hôm qua là một em bự như thế này. Em ăn cám nữa nha. Đi gỡ đi. Thôi quay luôn đi. Đi gỡ cho. Nằm im coi. Ông chạy dữ rồi. Cuối cùng ta cũng dính được cá bự. Mình câu chùm nho. Nhưng mà phao chùm nho nha các bạn. Nằm im. Ồ, nó mập kìa. Há không ra coi. Không muốn làm bằng tay mà còn không dãy nữa. Há không ra. Móc lỗ mũi. Dễ lắm mày. Há cái mỏm ra. Lấy kìm vậy kìa. Ở đây nha anh em. Ở đây cá bự bự vậy không? Tôi cắn sát vậy. Đó. Mập chứ. Mày đâu phi một con cá trời. Hay hả bự. Đúng rồi, nó giải câu rồi. Thôi treo lên, treo lên. Cuối cùng cũng câu được con cá bự mọi người. Hôm nay là một ngày may mắn nha. Câu được con cá. Bây giờ mình sẽ móc mồi và làm thêm một vài con nữa cho các bạn xem. Tôi chờ cú giật tiếp theo tôi sẽ quay cho các bạn xem. Hôm nay chọn mồi cá ăn nhạy quá. Cái mồi này là tôi chọn đó các bạn. Mồi tôi chọn nhạy quá, cá ăn liên tục. Giờ để bóp cám quăng lại. Thôi mình trở về với cái cần của mình đây.